đứng trước hai chiếc tivi của Samsung và của TCL có giá nó xấp xỉ khoảng 14-15 triệu thì một số bác yêu cầu việc so sánh hơn kém giữa hai cái mã hàng mà đang làm mưa làm gió thời điểm này, Q60B của Samsung và C745 của TCL. Vậy thì tại sao con C745 của TCL giá nó còn cao hơn cả con 65Q60B? Đây là khu vực trưng bày của TV Samsung và các mã hàng TV sẽ được sắp xếp đấy, theo các vị trí khác nhau. Ngày hôm nay thì sẽ so sánh hai cái mã hàng mà đang được nhiều khách hàng quan tâm với phân khúc giá khoảng 14 cho tới 15 triệu. 65Q60B về đến đâu hết đến đó, nhiều bác đặt hàng thì còn phải hẹn chờ hàng về. Với cái việc mà về được khoảng vài chục chiếc để phục vụ các bác thì rất là nhiều các bác lăn tăn giữa cái mã hàng này đối với con C745 mà em đã quay nhiều trong các clip đợt vừa rồi. 65Q60B hiện tại thì đây là cái mã hàng ra mắt năm 2022 và Samsung giữ và tiếp tục sản xuất bán ra trong năm 2023, không có bỏ mẫu. Cái mã hàng này thì đang bán với giá nó xấp xỉ khoảng 14.300.000, nhưng sẽ có một số các tiêu chí mà các bác để ý cái độ mỏng của con này nhé. Sau đó thì em di chuyển ra con C745 của TCL để phân tích, các bác cùng tham khảo. Đấy, các bác chú ý một chút nha. Đây là 5-65 inch C745 của TCL 2023. Mã hàng mà em đang quay đây là TV thuộc phân khúc TV cận cao cấp, có công nghệ LED Full Array hay còn gọi là LED lên toàn giải. Với cái công nghệ màn hình LED lên thì các bác nhìn em vừa quay cái kích thước của C745, nó dày khoảng tầm gần gấp 3 so với cả con Q60B. Tại sao Q60B rẻ hơn và tại sao Q60B lại mỏng hơn? Mỏng ở đây thì không có liên quan tới cái công nghệ bóng đèn LED như ở trong clip trước em phân tích, và TV có cái màn hình LED và mini LED. Mini LED là bóng đèn siêu nhỏ. Còn đối với Q60B của Samsung và C745 của TCL này ấy, thì nó đều là công nghệ LED thường. Tức là bóng đèn LED nó chưa phải là bóng đèn LED mini, chưa phải bóng đèn nhỏ li ti. Nhưng nó sẽ khác biệt về cái cấu trúc cũng như là cái hệ thống các cụm bóng đèn LED được bố trí trên tấm nền của hai thằng TV này. Vì thằng Q60B sử dụng công nghệ LED viền, với việc bố trí cái số lượng bóng đèn nó ít hơn, nó ở tập trung ở vị trí ở cạnh sườn hoặc cạnh phía trên của màn hình TV, nên là cái thiết kế của nó mỏng hơn. Trên C745 thì công nghệ LED lên nó đắt hơn khoảng tầm xấp xỉ gần 1 triệu so với cả con Q60B. Nhưng cái độ sâu của màu đen nó sẽ có cái hiển thị nó sâu hình hơn, có độ tương phản cao hơn. Con này thì có các cụm bóng đèn LED được bố trí dày hơn, với khả năng kiểm soát bật tắt các cái khu vực đèn lên nó kiểm soát độc lập, nó tạo ra cái độ tương phản đấy, tốt hơn so với cả công nghệ LED viền. LED viền thực chất nó là gì? Là hệ thống các bóng đèn LED nó ít, nó không được bố trí nhiều các bóng đèn, nên là khi dòng điện chạy qua, khi mà nó có các công nghệ nó bật tắt, nó hiển thị ấy, thì các bác cảm giác độ sáng nó rất là cao. Nhưng sâu hình, nhưng xem những cảnh quay có màu đen thì nó sẽ không bằng được như con C745 này. LED lên hiện tại thì C745 sẽ ngang hàng như Q80 của Samsung, như X90K của Sony hay các dòng Lalo 86 của LG. Cái công nghệ này là công nghệ đỉnh cao hơn, cho tuổi thọ tốt hơn, độ bền nó sẽ là nhiều hơn so với cả công nghệ LED viền. LED viền giá rẻ, LED viền mỏng hơn, LED viền tiêu thụ điện ít hơn, nhưng LED viền nó sẽ không có cái cơ chế, không có cái độ tương phản và không cho người xem cái trải nghiệm đỉnh cao giống như cái thằng LED lên được. C745 còn rất là nhiều cái hơn so với cả con Q60B. Đầu tiên thì các bác cùng xét về hệ điều hành. Hệ điều hành ở trên C745 là hệ điều hành Android với cái hệ điều hành tùy biến, và đó là phiên bản gốc, chính gốc của Google này, thì mọi người có thể tải thêm được rất là nhiều các ứng dụng từ kho ứng dụng của Google. Các ứng dụng, các trò chơi, những chương trình để phục vụ người dùng giải trí, không chỉ là đơn thuần là xem nữa, mà mọi người có thể là kết hợp nó phục vụ công việc. Cài đặt
đồng bộ với các thiết bị thông minh trong gia đình, hay mọi người muốn cài thêm các chương trình mà trong kho ứng dụng của Google không sẵn có, thì trên cái hệ điều hành Android này nó vẫn có thể làm được. Cái thứ hai mà liên quan tới cái hệ điều hành này trên cái thằng Samsung sẽ không có, đó chính là trợ ảo. Với trợ ảo của Google thì trên C745 mọi người có thể ra lệnh bằng giọng nói mà không cần cầm điều khiển. Tìm kiếm các nội dung trong YouTube nó chuẩn xác hơn, cho kết quả nó chính xác, nó chuẩn và không có cái độ sai lệch như trên cái dòng của Samsung. Samsung thì cũng có tìm kiếm giọng nói đấy nhưng sẽ không làm được như thế này. Ok Google, mở YouTube. Đấy, các bác thấy không? Đây là tính năng Hand Free Voice Search và chỉ có trên những dòng TV chạy hoành Android chính gốc của Google mới có thể làm được thôi. Đối với thị trường hiện tại thì sẽ có Sony và TCL là hai hãng hàng đầu, họ tích hợp cái công nghệ giải trí này. Rất là nhiều các thiết bị, rất là nhiều các hãng khác có thôi, nhưng nó sẽ không là bản chuẩn giống như của Sony hay của TCL được. Hệ điều hành Android 11 này có thể cài thêm được các ứng dụng, có thể tương tác với cả TV, ra lệnh cho TV qua trợ ảo đơn giản và dễ dàng bằng trợ ảo, không cần rạch tay. Tốc độ bắt câu nói vô cùng mượt, cho kết quả đảm bảo là chính xác tới từng cái nội dung mà người dùng tìm kiếm, thì trên Samsung nó sẽ bị hạn chế hơn về cái phần trải nghiệm này. Google TV còn có rất là nhiều những cái tiện ích hay khác nữa. Các chương trình mà mọi người đang xem dở nó sẽ hiển thị trực tiếp ở ngay bên ngoài màn hình trang chủ. Mọi người cũng có thể là tùy chỉnh những cái chương trình, cài đặt những cái chương trình hay xem hay sử dụng tại cái màn hình trung tâm này. Hệ thống các chương trình thì được bố trí linh hoạt, các cái logo của ứng dụng vô cùng trực quan, hiển thị to rõ nên là rất là dễ dàng để có thể trải nghiệm, để có thể sử dụng. Thiết kế trên C745 mặc dù nó chỉ là hình thức bề ngoài thôi, nhưng so sánh từ cái chất liệu viền kim loại chắc chắn, thiết kế viền mỏng ba cạnh cho tới chân đế cũng đặt tại vị trí trung tâm, thì hiện tại nếu mà để so sánh thì C745 nó sẽ xếp trên con Q60B rất là nhiều. Chỉ đơn thuần mà các bác mang về gia đình cho trẻ nhỏ hoặc ông bà tìm kiếm nội dung trên YouTube, xem video giải trí, nghe các bài hát mà tìm kiếm giọng nói mà không chuẩn ấy, thì cái trải nghiệm đó sẽ vô cùng dở tệ khi mà các bác sử dụng TV Samsung. Cái clip này không phải là để dìm cái mã hàng đó, bởi vì đơn thuần là các bác muốn em so sánh giữa hai cái mã hàng này hơn kém thế nào, thì cái quan điểm, cái đánh giá cá nhân ấy, nó sẽ liên quan trực tiếp tới những cái tiện ích, những cái tính năng mà các bác sử dụng hàng ngày. Nên là thời điểm này 14-15 triệu mà để lựa chọn giữa hai cái mã hàng này thì cứ C745 các bác chuyển nhá. Hai cái mã hàng này thì bên em đều đang có bán trực tiếp tại Ecomart Đông Anh, và mọi người có thể qua để trải nghiệm những cái gì mà em vừa nói, các bác cùng so sánh, cùng phân tích. Hoặc mà các bác đã xem kỹ rồi thì có thể gọi trực tiếp vào hotline bên em 0974178586 hoặc truy cập website để được hỗ trợ thêm các bác nhá. Cảm ơn mọi người.